Hello, hai chào các bạn. Trong cái video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách mà người mới bắt đầu chơi chứng khoán kiếm tiền trên thị trường chứng khoán ha. Người chơi chứng khoán mới thì lúc nào không kể thị trường lên hay thị trường xuống, bạn đều có thể kiếm được tiền nếu bạn xác định được cái trending, cái chiều hướng của thị trường. Lúc mà giá cổ phiếu đi lên thì bạn mua thấp bán cao, mà khi mà thị trường đi xuống thì bạn short sell. Về chi tiết thì mình giải thích thì bạn theo dõi cái detail trong cái video sau đây ha. Ok, làm thế nào để người mới bắt đầu kiếm tiền trên thị trường chứng khoán? Người mới bắt đầu có thể kiếm tiền trên thị trường chứng khoán bằng cách bắt đầu sớm ha, bắt đầu càng sớm càng tốt. Thì các khoản đầu tư phát triển theo cấp sinh nhân, ngay cả một khối lượng nhỏ cũng có thể tăng lên một cách đáng kể về lâu về dài. Và phải suy nghĩ nó về dài hạn. Thị trường chứng khoán có những thăng trầm của nó, vì bạn có thể kiếm tiền bằng cách cả hai cách nếu bạn đi đúng cái trending, đúng xu hướng của nó. Nếu mà trending up, xu hướng mà thị trường đang lên cao thì bạn mua thấp bán cao, và điều đó rất dễ hiểu, không cần phải giải thích nhiều á. Mua mua giá thấp và bán giá cao, mình có lợi nhuận ở đó. Và nếu thị trường đang ở downtrend đi xuống thì bạn, tiếng Anh gọi là short sell, bạn có thể kiếm tiền bằng short sell. Short sell có thể là bạn mượn tiền, mượn cái cổ phiếu đó từ cái một nhà môi giới và bạn chúng bán nó ra trên thị trường, sau đó mua lại. Nếu khi giá nó giảm xuống thì bạn bạn mua lại và bạn trả lại cái số tiền cho nhà môi giới, và bạn bỏ tiền cái số tiền lợi nhuận. Cho mình cho một cái ví dụ dễ hiểu ha. Nếu một cái công ty X đang hiện tại với cái giá 100 đô, bạn và bạn thấy cái chiều hướng của công ty này sẽ đi xuống trong thời gian tới, cho nên bạn mượn nhà môi giới 100 share, bạn sell short nó đi 100 share thời điểm 100 đô, và trong một cái tuần sau á, thì cái giá của công ty X nó rớt xuống 80 đô, bạn mới mua lại và bạn trả 100 share lại cho cái nhà môi giới, bạn bỏ tiền túi là nhận 20 đô mỗi share, 100 share là bạn lợi nhuận được 2.000. Một ví dụ dễ hiểu như vậy. Một cách khác để mà làm lợi nhuận lâu dài là bạn phải đầu tư thường xuyên và đầu tư một cách liên tục và có kỷ luật. Như một video trước mình đã nói về cái dividend á, cái người chơi cổ phiếu có thể thu cổ tức cái dividend đó. Dividend đó là cái lợi nhuận mà công ty trả cho những người chơi cổ phiếu để giống như phần thưởng để cho giữ họ lại. How do beginners make money in the stock market? Beginners can make money in the stock market by starting early. Investments grow exponentially. Even a small amount can grow substantially. Thinking long term, the stock market has its ups and downs. You can make money either way if you are on the right trend. Buy low, sell high. Short selling. When you sell short, you borrow shares of stock, usually from a broker, sell them on the open market, and then buy them back later. If bạn mua vào cái một cái cổ phiếu mà không may cái giá cổ phiếu đó nó đi xuống không như cái dự định của mình lúc ban đầu, thì trong cái video trước mình đã giới thiệu các bạn về cái lệnh gọi là lệnh stop loss, cắt lỗ. Là bạn ra cái lệnh đó thì bạn cho cái đối giá mình lỗ khoảng 10 đến 15%, là cái có cái lệnh nó tự động cho bạn thoát khỏi cái thị trường, cho nên bạn chỉ lỗ khoảng 10 đến 15% thôi. Nhưng mà khi mà ví dụ lấy giờ là nếu mình mua vào nhưng mà cái giá nó tăng lên thì khi nào bạn sẽ chốt lời? Nếu như là một nhà nhà trader để phát triển danh mục đầu tư của bạn, là một nhà trader thì bạn bạn nên kiếm lợi nhuận khoảng 20 đến 25%. Cách tốt nhất á, khi mà bạn muốn bán cổ phiếu là khi mà cái giá cổ phiếu đang tăng giá, đang lên đà thăng tiến, và rất với mọi người khác thì nó rất là mạnh, người nào cũng muốn ngoài mua vào thì đó là chắc là lúc là nó cần bán ra. Nếu là một nhà đầu tư thì bạn phải tập trung vào cái tổng lợi nhuận
và đưa ra một quyết định đầu tư dài hạn. Bạn đầu tư thì bạn nên nên chọn các cái công ty đang hoạt động với nguồn tài chính mạnh và có lịch sự thân thiện với người tiêu dùng, với những cổ đông, sorry. Và bạn phải giữ cái mỗi cổ phiếu đó ít nhất là trong 5 năm. Nếu mà bạn đã chọn những công ty mạnh và có hoạt động tốt, có giá trị cổ phiếu của bạn sẽ tăng lên theo thời gian. When to take the profit. To grow your portfolio, as a trader, take gains in the 20% to 25% range. The best way to sell a stock is while it's on the way up, still advancing and looking strong to everyone. As an investor, you need to focus on total return and make a decision to invest for the long term. Select well-run companies with strong finances and a history of shareholder-friendly management practices. Hold each new position for a minimum of 5 years. If you have chosen strong, well-run companies, the value of your stock will increase over time. Bản thân mình thì chơi chứng khoán cũng nhiều năm rồi, nên một trader mua ra với bán vô nhanh trong một vài tuần, một vài tháng thì cũng lên bờ xuống ruộng cũng nhiều lần rồi, nhưng mà mình đã rút ra được một cái cách tốt nhất để chơi chứng khoán. Cái cách tốt nhất đó là nắm giữ, không bán ra, đó là một cái chìa khóa, that's the key. Đầu tư dài hạn là một con đường rất khó khăn, gập ghềnh, nhưng đó là cách tốt nhất mà để có thể đưa cho bạn đến thành công. Mình lại khuyên với các bạn á, là các bạn nên đóng góp vào các khoản đầu tư một cách nhất quán trong nhiều năm. Đó là một chiến lược tuyệt vời để mà các bạn phát triển nó sự nghiệp kiếm tiền trên thị trường chứng khoán. Cho mình gửi lời cuối cùng đến các bạn là chúc các bạn may mắn. Finally, holding is key. Long-term investing is a bumpy road, and it can bring a lot of pain. But it's the best way to success. Contributing to your investments consistently over the years is a great strategy to grow wealth in the stock market. Good luck. Tôi có thể tận dụng lợi thế của thị trường biến động để kiếm tiền trên thị trường thì phải có sự dịch chuyển của giá cả. Một phương pháp giao dịch phổ biến được tôi sử dụng là mua điểm đột phá. Với cách tiếp cận này, tôi theo dõi một cổ phiếu đang giao dịch trong phạm vi hỗ trợ để có thể xác định được. Miễn là cổ phiếu vẫn nằm trong phạm vi đó, tôi sẽ không làm gì cả. Tuy nhiên, nếu giá bứt phá theo cái chiều tăng, tôi sẽ tìm mua cổ phiếu ngay lập tức với hy vọng rằng sự bứt phá báo hiệu khởi đầu một cuộc tăng giá mới. Hai, để giải thích cho cái điều vừa nói á, thì tôi sẽ dùng cái chart technical analysis, dùng cái phân tích về kỹ thuật á. Nhiều người chơi cổ phiếu hay dùng cái dùng technical để mà định thời điểm để mà mua cái cổ phiếu. Trong đây đây là cái bảng bảng technical, bảng graph của cái thị trường. Cái hình này á là cái thời gian. Cái hình này á là cái giá cả thị trường. Cái giá nằm ngang đây di dịch trong cái khoảng này là cái khoảng này ta kêu là cái support. Cái viền hỗ trợ. Có khi nó nằm trong cái khoảng này cả 5 10 năm, có những cái stock nó như vậy. Nếu mà nó không thay đổi thì mình kiếm tiền chỉ chút đỉnh này, không có nhiều, mình phải thời gian ngắn, chứ thời gian dài thì mình cũng cũng sẽ lên xuống và mình sẽ lỗ thôi, đúng không? Cho nên á, cách mà dùng sự biến động của thị trường á, đây là cái điểm mà đây là cái điểm người ta gọi cái điểm này là cái điểm break out right here, điểm break out, đang ngón tay của mình chỉ break out khi mà cái giá stock nó nhảy lên ngay đây, lúc đó là mình mua thì giá nó tăng vọt, thấy không? Nó tăng vọt rất là nhanh. Đó là cái để tôi chỉ giải thích cho những điều vừa mới nói. How traders can take advantage of volatile markets. To make money in the financial markets, there must be price movement.
One common trading method used by some traders is buying the breakout. With this approach, a trader monitors a stock that's trading within an identifiable support and resistance range. As long as the stock remains within that range, the trader does nothing. However, if the price breaks out to the upside, the trader will look to buy the stock immediately in hopes that the breakout signals the beginning of a Các bạn, khi mà các bạn thực sự kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán rồi, lúc đó thì bạn mới thực sự thực tâm vào nghiên cứu và học hỏi về chứng khoán nhiều. Hy vọng một ngày nào đó các bạn có thể kiếm được real money on the stock market. Thôi, video của đến đây cũng đã dài cho nên mình ngừng. Hẹn các bạn trong những cái video kế tiếp. Good luck.